Cơm nóng đối với trẻ em thành phố đó là thứ quen thuộc quá đỗi bình thường. Ấy thế nhưng, với những em nhỏ vùng cao, đặc biệt là địa phương còn nhiều khó khăn, thiếu thốn như xã Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, thì đó lại là một món ăn đầy hấp dẫn. Và nhờ có món ngon ấy, giờ đây cô giáo tại các điểm trường của trường mầm non Pa Vây Sử đã không còn phải đến tận nhà kêu gọi học sinh đi học. Các em hào hứng đến trường để vừa được học cái chữ, lại vừa có cơm nóng dẻo ngon lành để ăn. Sau 2 năm trường mầm non Pa Vây Sử được đài phát thanh truyền hình quân đội cũng như công ty cổ phần đầu tư Golden Fun hỗ trợ về cái chương trình cơm nóng cho em, thì thứ nhất là về cái số lượng của học sinh của từng năm học đã tăng dần lên. Thì năm học trước là 211 cháu và cho đến năm học này thì là 232 cháu. Cái tỷ lệ suy dinh dưỡng, thấp còi của các con cũng đã giảm hẳn so với đầu năm. Bao nhiêu cái trăn trở trong những năm qua thì bây giờ đối với tôi đã được dần dần đã được tháo gỡ, và cảm thấy là đấy là một cái niềm hạnh phúc, bởi vì là khi mà các cháu học sinh của mình sức khỏe được đảm bảo thì cũng đồng nghĩa với rằng là cái trong cái sự nghiệp công tác của mình cũng như công tác của giáo viên mình là sẽ cảm thấy vững tâm hơn để mà cống hiến cho cái sự nghiệp giáo dục. Chỉ là cơm nóng với chút thịt băm cùng với bí đỏ nhưng có sức hấp dẫn đặc biệt. Sẽ chẳng quá khi nói rằng những bữa cơm trưa nóng hổi đã giữ chân những cậu bé cô bé này đến với trường học. Và đó là động lực để hành trình mang cơm nóng cho em được nối dài. Năm học này, với sự kết nối của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356 Quân khu 2, Hội Phụ nữ Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cùng với nhà tài trợ tiếp tục ủng hộ 120 triệu đồng, tương đương 6 tấn gạo dành tặng các em nhỏ trường mầm non Pa Vây Sử. Và chúng tôi thực sự là cảm thấy hạnh phúc vì điều này. Đây cũng chính là động lực để Hội Phụ nữ Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội trong thời gian tới có thể tiếp tục đồng hành và kết nối với những tấm lòng hảo tâm, những tấm lòng thiện nguyện trong xã hội để cùng với các thầy cô giáo cũng như là Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356 và chính quyền địa phương có thể chăm lo tốt hơn cho các em về cả vật chất lẫn tinh thần. Chúng tôi rất là xúc động khi thấy được cái hoàn cảnh của các em và rất cảm phục trước sự cố gắng của các thầy cô cùng các cán bộ chiến sĩ. Hy vọng rằng với cái xuất quà này thì chúng tôi sẽ góp phần thúc đẩy và động viên được các em đến trường nhiều hơn. Trong hành trình mang cơm nóng cho em đến với trẻ em nghèo ở Pa Vây Sử năm nay, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cũng đã kết nối với các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu Sẩy A Phong và Sẩy A Chư Báo, hai anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ có hoàn cảnh hết sức khó khăn đang học tại trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Pa Vây Sử, với số tiền hỗ trợ 500.000 đồng mỗi cháu trong một tháng. Các em sẽ không còn phải bữa no bữa đói, sẽ có thể chú tâm học hành, vươn lên thoát nghèo. Trong những năm qua thì Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cũng rất là quan tâm và phối hợp thực hiện tốt các cái công tác thiện nguyện và là một cái cầu nối để huy động và các mạnh thường quân, các nhà tài trợ để giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số ở trên này và tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356 thực hiện tốt cái công tác dân vận. Đường đến trường của những em nhỏ vùng cao sẽ bớt gập ghềnh khi có sự chung tay của những tấm lòng yêu thương sẻ chia. Sự chung tay ấy sẽ tạo nên một thế hệ trẻ Pa Vây Sử có sức khỏe, có tri thức. Và đó chính là tương lai tươi sáng của vùng biên giới Lai Châu này.